khỏi số mà chẳng mình ai tương lại mai nhai đam mưa tủ khỏi. Xã Thiên Kỳ, huyện Tân Kỳ là vùng đất cổ, ẩn chứa nhiều trầm tích, giá trị văn hóa với nhiều danh lam thắng cảnh, hang động kỳ vĩ, là vùng đất lưu giữ nhiều vỉa tầng văn hóa đặc sắc, nơi phát hiện chứng tích của người Việt cổ có niên đại cách đây 2.300 đến 2.500 năm. Dấu vết của nghĩa quân Lê Lợi thế kỷ thứ 15 trong cuộc đánh đuổi giặc Minh giữ yên bờ cõi. Trải qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử, những di sản ấy vẫn được lưu giữ và phát triển mạnh mẽ trong đời sống của nhân dân Tiên Kỳ. Ngày nay, với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xã Tiên Kỳ tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy có hiệu quả những giá trị đó, trở thành điểm đến du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng ấn tượng, thu hút nhiều du khách. Kính thưa quý vị, xã Tiên Kỳ được thành lập từ năm 1964, tách từ xã Tiên Đồng, là vùng đất giang sơn tụ khí, cách thị trấn Tân Kỳ khoảng 23 km, cách thành phố Vinh, Nghệ An khoảng 90 km. Phía đông giáp xã Đồng Văn, phía tây giáp xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, phía nam giáp xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, phía bắc giáp huyện Quỳ Hợp. Dân số 5.913 người với 1.345 hộ, mật độ dân số 168 người trên km vuông. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 35 km vuông, toàn xã có 5 đơn vị xóm bản, người dân tộc Thái trên địa bàn xã chiếm 78% với hai thành phần dân tộc anh em Kinh, Thái cùng sinh sống, tạo nên cốt cách và những giá trị văn hóa, những ngôi đền trầm mặc, cổ kính, linh thiêng. Đến với Tiên Kỳ, du khách được hòa mình vào cuộc sống bình yên nơi các bản làng, với những mái nhà sàn truyền thống, kiến trúc độc đáo, nép mình dưới chân núi. Khám phá làng nghề dệt thổ cẩm bản Thái Minh, du khách sẽ thấy mỗi nếp nhà sàn của người Thái đều có các nghệ nhân đang dệt thổ cẩm. Khung dệt đơn sơ, bàn tay khéo léo của các bà các mẹ tạo ra các sản phẩm áo, váy, khăn, túi, gối, nệm, chăn, chư phà, phục vụ nhu cầu cuộc sống, vừa gắn với đời một con người từ khi sinh ra và mất đi đều phải dùng đến thổ cẩm như với một tín ngưỡng tốt đẹp. Trang phục thổ cẩm không thể thiếu trong lễ Tết, kể cả ma chay, cưới hỏi. Mỗi sản phẩm mang một màu sắc và họa tiết hoa văn rất riêng. Càng ngắm, càng thấy những giá trị trường tồn về nét đẹp văn hóa mà đồng bào đã giải công thêu dệt nên. Trải nghiệm hệ thống hang động kỳ vĩ, hang Hợ Trung, hang Khô ở bản Kẻ Ổn Là được Viện Khảo Cổ Kinh Thành Thăng Long và Bảo tàng Nghệ An tiến hành khảo cổ khoa học. Kết quả phát hiện trong hang có dấu tích của người Việt cổ sống vào thời kỳ trung kỳ thời đại Kim Khí. Đặc biệt Tiên Kỳ có đỉnh Pù Loi cao 1.100m so với mực nước biển và có đặc sản măng loi của địa phương chỉ có từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Dưới đỉnh Pù Loi, cảnh đẹp và yên tĩnh, vừa có địa hình bằng phẳng để có thể tản bộ hoặc đạp xe đạp. Nơi đây rất phù hợp làm các lều giá chiến để khách nghỉ chân trên hành trình khám phá đỉnh Pù Loi, phục vụ du khách thích trải nghiệm leo núi. Nằm dưới chân núi Pù Loi, hang Mó tại bản Phẩy Thái Minh còn giữ nguyên vẹn hiện trạng hệ sinh thái. Nơi đây đã từng được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đến tham quan và khảo sát. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức không khí mát lạnh của mùa hè khắc nghiệt và chiêm ngưỡng nét độc đáo kỳ thú của các khối thạch nhũ muôn hình muôn vẻ phun tỏa xuống với đủ hình thù màu sắc khác nhau. Chứng kiến không gian kiến trúc độc đáo khác lạ, càng vào sâu vòm hang càng rộng và bằng phẳng như một trần nhà kiên cố. Từ những mạch ngầm trong lòng đất đá, dòng nước tinh khiết mát lạnh hiền hòa bốn mùa tuôn chảy làm say đắm lòng người. Du lịch cộng đồng là nét chấm phá đặc sắc của Tiên Kỳ. Đến đây, du khách được say nồng bên chum rượu cần, hòa mình vào trong lời ca điệu nhảy, cùng say sưa với điệu lăm nhuôn nhảy sạp theo nhịp cồng chiêng, tay trong tay hòa chung không khí, giúp du khách luôn cảm giác lâng lâng và thư giãn. Đến đây, du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sắc của đồng bào Thái,
như cơm lam, cá nướng, canh bồi, măng loi. Mỗi món ăn đều mang một hương vị rất riêng, gắn với từng câu chuyện. Rượu cần là thức uống của đồng bào dân tộc Thái vào các ngày lễ của người dân nơi đây. Du khách được hòa mình vào vũ hội lăm vong rượu cần. Hiện nay rượu cần của đồng bào được xây dựng thành sản phẩm ô cốp với tên gọi thương mại rượu cần Tiên Đông. Sau khi trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống, du khách có thể đến chiêm bái những ngôi đền, ngôi chùa cổ kính, linh thiêng. Đền thờ Lê Thái Tổ, tên húy là Lê Lợi, được xây dựng tại di tích lịch sử thành Lê Lợi để tưởng nhớ và tri ân người anh hùng dân tộc, vị vua đặt nền móng cho triều đại hậu Lê và các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh, giải phóng dân tộc. Tiên Kỳ, một vùng quê mang nhiều trầm tích từ thuở khai thiên lập địa, là nơi Lê Lợi dừng chân chiêu binh, xây thành, giữ yên bờ cõi, nơi mà mỗi tên đất, tên làng đều thấm đẫm bản sắc đặc trưng của đồng bào Thái, tài hoa, hồn hậu, lắng đọng, nghĩa tình. Vùng quê hôm nay đang từng ngày khởi sắc bởi tiềm năng du lịch đang được đánh thức để không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trở thành một điểm đến hấp dẫn, mến yêu trong lòng du khách và bè bạn gần xa.